Chúng sinh vô phước chịu các khổ, trọng cái mật chướng thường mê đậy, tất cả đều khiến được giải thoát, tịnh quang thần biết rõ môn này. Chúng sinh vô phước chịu các khổ, chúng sinh tức là chúng duyên hòa hợp mà sinh, cũng là chúng duyên hòa hợp mà tử. Tại sao chúng sinh chẳng có phước báu? Vì không có chồng phước. Sao chẳng chồng phước? Vì không gặp được Phật, không nghe được Pháp, không thấy được Tăng, cho nên chẳng có chỗ đi chồng phước, do đó chẳng đắc được phước báo chỗ nào không có phật không có phép không có tăng thì sau khi chúng sinh hưởng hết phước báo lại không thể tăng thêm phước báo nữa tại sao vì chẳng có nơi trồng phước chẳng có phước thì chịu khổ khổ có nhiều thứ gồm có ba thứ khổ tám thứ khổ vân vân cho nên gọi là các khổ ba thứ khổ tức là khổ khổ hoại khổ và hành khổ tám thứ khổ là sinh già bệnh chết ái biệt ly oán táng hội cầu bớt đắc ngũ ấm xí thạnh trọng cái mật trướng thường mê đậy trọng cái tức là vô minh phiền não mật trướng tức là nghiệp trướng báo trướng phiền não trướng sở tri trướng đủ thứ cái và trướng che đậy rất nghiêm mật che đậy gì che đậy tâm thanh tịnh của bạn bổn lai rất minh bạch nhưng bây giờ khiến cho bạn luôn luôn mê hoặc không minh bạch càng ngày càng hô đô càng ngày càng nhiều vọng tưởng ai có trọng cái mật trướng thường mê đậy thì bây giờ hãy giác ngộ, hãy minh bạch, đừng mê nữa, sớm tỉnh dậy, đừng ban ngày nằm mộng. Tất cả đều khiến được giải thoát, Phật muốn tất cả những chúng sinh khổ đều được giải thoát, tức cũng là lìa khổ được vui. Tịnh Quang Thần biết rõ môn này, cảnh giới môn giải thoát này, vì Tịnh Quang Trang Nghiêm chủ phong thần thấy rõ được. Nghiệp gồm có định nghiệp và bất định nghiệp, bất định nghiệp có thể thay đổi, có thể tiêu diệt định nghiệp thì không cách chi thay đổi được, phải chịu khổ chịu tội để tiêu diệt. Vào cuối đời nhà Minh, hoàng đế dùng trinh kiếp trước là một vị sa di, cho đến lúc thọ giới cổ túc thì qua đời. Sư phụ của y là minh nhãn thiện trí thức, quan sát được nhân duyên quá khứ vị lai, biết y có định nghiệp, đời sau sẽ làm hoàng đế, xong có đức mà không có phước, cho nên dạy sư huỳnh của y hãy phanh thi thể của y ra, như thế thì có thể trợ giúp cho y tiêu trừ nghiệp chướng. Đó là một phen khổ tâm của sư phụ y xí đồ muốn thành tựu phước báo đời sau cho y. Lúc đó sư huynh của y phát tâm tử bi, không nhẫn tâm sư đệ của mình chết không toàn thây, mới đem xác sư đệ đi chôn. Đời sau sư huynh của y biết được sự việc mới đến chạy ngồi hoàng đế, đó là Lý Tự Thành. Lý Tự Thành tấn công vào Bắc Kinh thì hoàng đế dùng trinh đến dưới cây núi than treo ngược mà chết, chỉ làm hoàng đế được 17 năm. Nếu như lúc đó sư huynh của y đem thi thể của y phanh ra, thì đời này y là hoàng đế vừa có đức vừa có phước, làm vị hoàng đế anh mình, bất hạnh thầy vì nghiệp đã đến, nên làm vua bị mất nước. Đó là sự việc có thật để cho mọi người hiểu rõ đạo lý định nghiệp. Sức thần thông như lai rộng lớn, khắc phục tất cả chúng ma quân, hết thảy các phương tiện điều phục, dũng kiện oai lực quán sát được sức thần thông như lai rộng lớn phật có sức thần thông biến hóa rộng lớn vô lượng vô biên khắc phục tất cả chúng ma quân thần thông của phật không thể nghĩ bàn có đại oai lực khắc phục tiêu diệt hết tất cả quân chúng thiên ma hết thảy các phương tiện điều phục phật dùng tất cả pháp môn phương tiện để điều phục ma quân khiến cho chúng tâm phục khẩu phục đó là dùng oai đức để cảm hóa dũng kiện oai lực quán sát được cảnh giới này vị dũng kiện oai lực chủ phong thần quán sát được trong lỗ lông phật diễn diệu âm âm đó vàng khắp trong thế gian tất cả khổ sợ đều dứt trừ cảnh giới này của biến hống thần trong lỗ lông phật diễn diệu âm chúng ta muốn nói thì dùng miệng để nói dùng lưỡi để giảng giải đó là bản năng của một số phàm phù tục tử phật thì không những miệng thuyết pháp được mà tất cả lỗ chân lông khắp toàn thân cũng sẽ nói diệu pháp được Mỗi lỗ chân lồng đều có thể diễn nói 8 vạn bốn ngàn pháp môn. Mỗi lỗ chân lồng lại có thể dung nạp ba ngàn đại thiên thế giới. Mỗi lỗ chân lồng của Phật đều có thể thuyết pháp giáo hóa chúng sinh. Hơn nữa, trong mỗi lỗ chân lồng đều có vô lượng chúng sinh đang ở trong đó để nghe Pháp. Nếu chỉ có Phật thuyết Pháp mà chẳng có chúng sinh nghe Pháp thì cũng chẳng ích gì. Có người nói, trong một lỗ chân lông của Phật có vô lượng chúng sinh đang nghe Phật thuyết pháp tại đó. Đó là chuyện không thể có. Cảnh giới của Phạm Phu thì đương nhiên bạn không tin có cảnh giới như thế. Dù chứng được quả A-la-hán, còn không biết cảnh giới giác hội hoa nghiêm của Phật phải là Bồ Tát thì mới minh bạch được cảnh giới này. Cho nên bạn không tin cũng không trách bạn. Đợi khi nào bạn tu đến quả vị Bồ Tát thì sẽ tin. Diệu âm là gì? Tức là đối cơ thuyết pháp. Vừa đúng cơ của bạn, tức là pháp diệu. Không đúng cơ thì chẳng phải pháp diệu. Đó tức là quán cờ độc giáo vì người thuyết pháp, cho nên gọi là diệu âm. Âm đó vang khắp trong thế gian. Diệu âm này vang khắp tất cả mọi nơi. Tất cả mọi nơi đều có diệu âm này. Chúng sinh hữu tình thế gian nghe được diệu âm này, mà khai ngộ bỏ mê về giác. Tất cả khổ sợ đều rất trừ tất cả thống khổ và sợ hãi đều hoàn toàn tiêu diệt. Không có khổ não thì chẳng có sợ hãi, tức cũng là độ tất cả khổ ách. Trong kinh bát nhã nói, tầm vô quái ngại, vô quái ngại cố, vô hữu khủng bố, viễn vi bi điên đảo mộng tưởng, cứu kính, niết bàn. Không có quái ngại thì không có sự sợ hãi. Không có sợ hãi mới xa lìa điên đảo mộng tưởng, xa lìa được điên đảo mộng tưởng rồi mới đắc được cứu kính niết bàn, chứng đắc được cứu kính niết bàn đó là đắc được thường lạc ngã tịnh bốn đức niết bàn. Thường lạc ngã tịnh là gì? Thường tức là phần đoạn sinh tử và biến dịch sinh tử đều chẳng còn. Lạc tức là giải thoát thọ dụng, tức cũng là trí huệ giải thoát, đắc được vui chân thật, thiền duyệt vi thực, pháp hỷ sung mãn. Ngã tức là chứng được pháp thân, tịnh tức là tuyệt đối, chẳng còn nhiễm ô chướng ngại giải thoát này của biến hống thần vị đại thành biến hống chủ phong thần này thấy rõ được cảnh giới này và được môn giải thoát này hôm nay chỉ giảng bốn câu kệ mọi người có ý kiến gì chăng đừng ngại hãy đưa giảng nghiên cứu phát huy trí huệ vốn có của các bạn để giảng kiến giải đặc biệt của bạn trước mọi người bây giờ là đúng lúc nếu có một chữ hoặc là một câu kinh văn không hiểu thì có thể nêu ra nghiên cứu không thể nuốt chửng mà không hay biết được mùi vị được nếu chẳng có ý kiến gì thì sẽ tiếp tục giảng tiếp theo chúng ta là dân chủ giảng kinh mọi người đều có quyền nói mọi người đều có cơ hội giảng kinh mỗi ngày chỉ nghe mình tôi giảng kinh do đó u mê truyền u mê một truyền hai không hiểu sư phụ đoạn địa ngục đồ đệ cùng đi theo đó là lấy bậy chuyển bậy càng truyền càng xa lìa kinh, cho nên có chỗ nào nghi vấn phải nêu ra để cùng nhau nghiên cứu. Phật trồng tất cả các cõi nước, bất tư nghỉ kiếp thường diễn nói là diệu biện tài của Như Lai, thụ diệu kế thần ngộ hiểu được. Phật trồng tất cả các cõi nước, Phật ở trong đại kiếp các cõi nước nhiều vô lượng không thể nghĩ bàn. Bất tư nghỉ kiếp thường diễn nói trong đại kiếp không thể dùng tầm suy nghĩ không thể dùng lời luận bàn Phật luôn luôn sẽ nói diệu pháp thâm sâu vô thượng là diệu biện tài của như lai Phật nói pháp là có diệu biện tài bất cứ nói pháp gì thì lý luận vô cùng tận như vào sâu ra cạn khiến cho người nghe đều hiểu rõ Phật nhập vào tâm muội biện tài thuyết pháp thụ diệu kế thần ngộ hiểu được cảnh giới này vị thụ diệu kế chủ phong thần ngộ hiểu được phật trong tất cả môn phương tiện trí vào trong đó đều không ngại cảnh giới vô biên không ai bằng giải thoát này của phổ hành thần phật trong tất cả môn phương tiện đây là kệ của vị phổ hành vô ngại chủ phong thần tán thán phật ngài nói phật ở trong tất cả đủ thứ môn phương tiện trí vào trong đó đều vô ngại tất cả trí huệ của phật và tất cả môn phương tiện phương tiện pháp môn tức là vô ngại pháp môn cho nên nói đều vô ngại Cảnh giới vô biên chẳng ai bằng, cảnh giới của Phật, vô lượng vô biên không thể nghĩ bàn, cũng chẳng có vị Bồ Tát nào hoặc vị La Hán nào có thể sánh với Phật, cho nên gọi là không gì bằng, nghĩa là chẳng có cảnh giới của ai đồng với cảnh giới của Phật. Giải thoát này của phổ hành thần, vị phổ hành vô ngại chủ phong thần đạt được môn giải thoát này cảnh giới như lai chẳng bờ mé nơi nơi phương tiện đều khiến thấy mà thân tịch tĩnh không hình tướng trùng trùng cung thần môn giải thoát cảnh giới như lai chẳng bờ mé cảnh giới của phật chẳng có bờ mé ngài là tùy duyên không đổi không đổi mà tùy duyên một làm vô lượng vô lượng làm một cho nên cảnh giới của phật là vô lượng vô biên không thể nghĩ bàn nơi nơi phương tiện đều khiến thấy Nơi nơi tức là khắp mọi nơi, khắp mọi nơi là mười phương pháp giới. Tận hư không biến pháp giới, khắp mọi nơi Phật dùng phương tiện pháp môn viên dung vô ngại, khiến cho chúng sinh đều thấy được sắc thân của Phật, pháp thân của Phật, hóa thân của Phật, đồng thời có thể thấy được pháp, báo, hóa, bà thần, chỉ xem nhân duyên của chúng sinh mà định. Mà thân tịch tĩnh chẳng có tướng, tuy nhiên thấy được ba thân của Phật, nhưng bổn thân của Phật tịch tĩnh chẳng chấp trước tướng, bổn thân của phật chẳng có tướng tại sao vì là tịch tĩnh là không tuy nhiên là không nhưng không mà chẳng không mà hay sinh ra diệu hữu diệu hữu ấy chẳng phải hữu cho nên nói diệu hữu phi hữu không ngại chân không chân không chẳng không không ngại diệu hữu đó là không hữu có chẳng hai tức không tức có tức có tức không không hữu có chẳng hai tức là trung đạo hữu nghĩa, cho nên nói bổn thân Phật là tịch tĩnh vô tướng, chẳng có tướng, song tuy chẳng có tướng nhưng chẳng lìa tất cả tướng. Trùng trùng cung thần môn giải thoát. Vì trùng trùng cung điện chủ phong thần đã được môn giải thoát này. Như lai biển kiếp tu các hạnh, tất cả các lực đều viên mãn, tùy theo thế pháp ứng chúng sinh cảnh giới này của phổ chiếu thần. Như lại biển kiếp tù các hạnh, Phật trong vô lượng đại kiếp về trước, tu hành tất cả hạnh môn hết thảy đều viên mãn, Phật không chê việc thiện nhỏ mà không đi làm, cũng không xem thường việc ác nhỏ mà đi làm, cho nên Phật tu hết thảy các hạnh, không bỏ pháp nào, tu hết tất cả pháp, tu hết tất cả phương tiện pháp môn. Tất cả các lực đều viên mãn, các lực tức là đại từ lực, đại bi lực, đại hỷ lực, đại xả lực đại tín lực, đại nguyện lực, đại hạnh lực, đại vô ý lực, đại vô ngại lực, vân vân. Phật tu tất cả các lực đều viên mãn mà thành tựu. Tùy theo thế pháp ứng chúng sinh, Phật thường tùy thuận tất cả chúng sinh để giáo hóa tất cả chúng sinh. Đó tức là vì thế pháp mà nói pháp xuất thế. Ấy chẳng phải lìa thế pháp mà tu pháp xuất thế Cho nên nói Tùy theo pháp thế gian để tùy cơ ứng hóa Tổng lại thấy cần tánh chúng sinh như thế nào thì vì họ mà nói Pháp. Cho nên dùng pháp hành phương tiện thiện xảo để giáo hóa tất cả chúng sinh. Cảnh giới này của phổ chiếu thần, đây là vị đại quang phổ chiếu chủ phong thần, thấy được cảnh giới môn giải thoát này. Bây giờ là lúc thảo luận vấn đề, ai có vấn đề thì đưa ra để mọi người nghiên cứu. Có người đưa ra vấn đề, niệm Phật là ai, trong kinh kim càng nói ưng vô sở trụ nhi sinh kỳ tâm có một nơi nào đó tức là trụ vô sở trụ tức là không nghĩ thiện không nghĩ ác là tại chỗ này mà dụng công nếu chú ý vào một nơi nghĩ tốt nghĩ không tốt đó đều là chấp trước tu hành tức là tu chẳng chấp trước vào gì hết chấp trước gì cũng chẳng có ngay cả thân thể của mình cũng quên luôn cho đến thân thể cũng chẳng có thì còn chấp trước vào cái gì khi tham thiền thì chẳng nhớ gì hết, chỉ nhớ niệm Phật là ai, tìm cái ai này, khi nào mà tìm được ai, thì lúc đó sẽ khai ngộ, tìm không được thì một ngày cũng phải tìm, mười ngày cũng phải tìm, trăm ngày cũng phải tìm, ngàn ngày cũng phải tìm, vạn ngày cũng phải tìm. Cho đến một năm, mười năm, trăm năm, ngàn năm, vạn năm Cũng đều tìm cái này Khi nào tìm được thì lúc đó mới thôi Đừng muốn nhanh, chẳng như hút nhà phiến Hút xong thì nghiền sự việc chẳng dễ dàng như thế, đó là pháp môn gạt người. Tù pháp môn trần tránh, phải tự mình nỗ lực dụng công, đừng nhổ mầm, giúp cho mau lớn. Muốn cho mau lớn lên một chút, mau cao lên một chút, đó là tư tưởng sai lầm. Cầu niệm Phật là ai là chém chặt hết tất cả mọi vọng tưởng, chém chặt hết tất cả mọi dục niệm, tức là chém hết mười đại ma quân. Chữ ai này tức là kim cang vương bảo kiếm, gì cũng đều chém sạch hết, gì cũng chẳng còn ấy chẳng phải chấp trước một nơi nào. Và tất cả tướng đều là hư vọng, nếu thấy các tướng phì tướng tức thấy như lai. Tất cả chấp trước đó là nhân tâm, chẳng chấp trước đó là đạo tâm, ngồi thiền mà không tham chứ ai, thì vọng tưởng sẽ sinh ra, như vậy thì suốt đời cũng chẳng khai ngộ, tham thoại đầu tức là dùng độc trị độc, dùng vọng tưởng để khống chế vọng tưởng, nghĩa là dùng một vọng tưởng điều phục nhiều vọng tưởng, đến được sơn cùng thủy tận, hết đường đi thì sẽ khai ngộ. Giảng kinh chẳng phải là việc dễ, không giảng thì chẳng biết không dễ dàng. Đợi khi nào bạn giảng thì mới biết là không dễ, nhất là người chưa nghe giảng kinh, càng không biết việc giảng kinh là không dễ dàng. Giảng kinh thì chẳng biết thế nào là đúng, thế nào là không đúng. Thậm chí chữ kinh hoặc kinh văn in sai cũng đều không biết cho nên nói giảng kinh là không dễ dàng không những tôi giảng kinh có chỗ sai mà nhiều vị pháp sư có khi cũng đều giảng sai giảng sai là giảng sai nhưng hy vọng các bạn đừng nghe sai đợi khi nào các bạn phiên dịch thì phải cải chính lại mới đúng nếu biết sai mà không cải chính đó là quả báo của tôi vì trước kia tôi nghe người ta giảng kinh tôi cũng đều chê họ giảng sai bây giờ đồ đệ cũng chê sư phụ giảng sai vì tôi không sợ đoạn địa ngục cho nên phê bình người khác giảng kinh sai bây giờ đồ đệ của tôi cũng chẳng sợ đọa địa ngục đến phê bình sư phụ đợi tương lai bạn giảng kinh thì không những đồ đệ của các bạn đến phê bình bạn mà đồ đệ tôn của các bạn cũng đến phê bình các bạn giảng sai đó là quả báo tương lai các bạn sẽ biết bây giờ tôi biết tôi đang thọ quả báo hôm nay nhận được thư của quả du nói y tạm bộ nhất bái thì mũi và miệng của y thường tiếp hợp với đất nghĩ đến sự tu hành nghiên cứu phật pháp ở tại chùa kim sơn rất là quan trọng y không thể tiếp hợp với phật pháp đại khái rất là khổ tâm y muốn các bạn hãy nỗ lực nghiên cứu phật pháp và hợp với phật pháp mà làm một đà thành một khối đó là đại ý trong thư của y các bạn hãy nghĩ xem chùa kim sơn có hai vị xuất gia dùng công đức tam bộ nhất bái để cầu cho thế giới hòa bình tu hành bồ tát đạo khó hành chúng ta hàng ngày ở đây làm biếng gì cũng chẳng làm làm sao ăn nói với hai vị đó? Chúng ở ngoài mưa, ngoài gió, hành Bồ Tát Đạo vì nhân loại thế giới mà cầu bình an, chứ chẳng phải vì hạnh phúc của mình. Các bạn hãy phản tỉnh một phen, nên tu hạnh môn gì mới giúp được hai vị sớm hoàn thành hạnh nguyện to lớn này? Có phải nghĩ biện pháp khiến cho Phật giáo phát dương quang đại? Có phải dùng tâm từ bi để phổ độ tất cả chúng sinh, bất cứ tù pháp môn gì? Chỉ cần tinh tấn đừng giải đãi, thì có thể trực tiếp hoặc gián tiếp đều trợ giúp cho hai vị công đức được viên mãn. Hai vị tam bộ nhất bái trên xa lộ, có các nhà báo đến phỏng vấn, lại có ký giả đài truyền hình đến nhiếp ảnh. Hai vị gây sức ảnh hưởng rất lớn cho Phật giáo. Thành công của hai vị tức là của mỗi người chúng ta. Chúng ta phải phát nguyện trợ giúp hạnh môn của hai vị cho sớm được thành công. Ở tại đất nước này, tu hạnh môn tam bộ nhất bái là kỷ lục từ trước chẳng có mà mới sáng tạo hy vọng từ nay về sau phật giáo đấy họ là mô phạm đây mới là bắt đầu về sau nhất định sẽ có người phá kỷ luật mọi người nghĩ xem hai vị tu hạnh môn thế này còn chúng ta thì tu hạnh môn ngủ chăng hãy muôn người biếng tù hãy muôn đố kỵ mọi người phải hồi quang phản chiếu cho nên tôi phát tâm vì họ mà giảng kinh nhiều lần mỗi chiều thứ bảy một giờ bắt đầu giảng kinh hiện tại một tuần giảng kinh chín lần tôi đem công đức này hồi hướng cho hai vị quả du hoàng cụ là người hồ đồ trong hồ đồ không biết sự quan trọng học phật pháp bây giờ đi tam bộ nhất bái hơn một tháng đã hiểu nhiều hơn so với lúc trước có thể nói là khai ngộ một chút y biết bỏ lỡ cơ hội học phật pháp không những y bỏ lỡ cơ hội mà cũng liên lụy đến quả đạo hoàng do cũng bỏ lỡ cơ hội này đó là chỗ họ khai ngộ cho nên hy vọng mọi người cố gắng học phật pháp nỗ lực tham thiền đà tọa thì còn hy vọng mọi người giúp y học chút phật pháp trong sự cảm giác của tôi tướng mạo của quả du chẳng giống lúc trước bây giờ hiện ra tướng tỷ kheo quả đạo cũng khác với lúc trước không cần nhìn họ chỉ nghe âm thanh của họ thì biết khác hẳn lúc trước nhiều đó là đạo lý công chẳng lướng mất Quả dù lúc trước tuyệt đối không biên thư được như thế, bây giờ thư của y có ý nghĩa khai ngộ, song chẳng phải khai đại ngộ mà là khai tiểu ngộ, bất cứ pháp môn gì cũng đều có cảm ứng đạo giao.